vào dịp đầu tháng 8 năm 2021, Hội Người Việt Nam và Hội Phụ Nữ tại thành phố Teplice đã tổ chức cho chị em đi du lịch, tham quan ngôi làng cổ huyền thoại Hallstatt và thủ đô Viên của nước Áo trong hành trình 2 ngày 1 đêm. Và công ty du lịch Eurovina đã có vinh dự được hộ tống chị em đi trong hành trình này. Chương trình cây nhạc la vườn của Hội Phụ Nữ Tép đã bắt đầu. Chương trình văn nghệ rất là rôm rả nên đường xa dường như ngắn lại. Và 12 giờ đoàn đã có mặt ở làng Hallstatt. Ngôi làng Hallstatt có tuổi đời lên tới hơn 7.000 năm. Nó gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỏ muối ở sâu trong lòng núi phía sau lưng của làng. Nó có vị trí rất là đắc địa, lưng thì dựa vào núi và mặt thì quay ra phía hồ Hallstattsee, cộng với phong cảnh núi non hùng vĩ tuyệt đẹp mà nó đã được mệnh danh là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới và được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Chính vì vậy mà vào những thời kỳ cao điểm thì ngôi làng này đón tới 8 đến 10.000 du khách trong một ngày. Một con số khủng đối với một ngôi làng nhỏ bé như vậy. Cửa hàng bán đồ souvenir rất đẹp. Đây là một cái cây lê đặc biệt ở đây. Họ trồng, họ ép luôn vào tường để cho nó có một mặt vươn ra thôi, còn mặt kia thì ép vào tường. Rất đẹp, nó mọc theo cái... Thì đây là vùng muối mỏ nên những sản phẩm muối được bán rất nhiều. Chỗ này chụp đẹp chưa? Chỗ này view rất đẹp. Sau khi tham quan làng xong thì đoàn đi ra đi cáp treo để lên thăm mỏ muối và vị trí ngắm toàn cảnh panorama làng Hallstatt. Cầm nhá, giữ vé để còn xuống nhá. Nhớ anh làm mà mất vé. Phong cảnh càng lên cao càng đẹp. Toàn bộ vùng hồ và núi bao quanh ngôi làng Hallstatt
cũng được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Và tại đây, trên đỉnh núi phía sau làng thì người ta đã làm một đài quan sát có hình giống như mũi thuyền Titanic để du khách có thể đứng ngắm toàn cảnh xung quanh khu vực hồ Hallstatt tuyệt đẹp. Em có dám bay qua rào không? Đây là ra mũi tàu Titanic này. Từ trên cao quay xuống trên đỉnh của làng Hallstatt. Đấy này, những cái tảng muối to đùng cái này, muối mỏ đấy, không muối mỏ đấy. Lên đường trở về khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi. Quả nhá, gém tưới này, bánh ngọt này, tặng miếng nhé, nhiều nhá, đừng nghỉ đi nghe nó để cứ nhớ là ăn bao nhiêu để bấy nhiêu nhá. Ô liu chị, à nho đây, xem món gì đây ngon quá. Em ăn. Phải nhá, một ngày đầu đã thành công, may mắn. Ngày thứ hai, thăm thủ đô Viên. Kiến trúc lúc nào cổ nhưng mà là hiện đại. Vâng. Không bị lỗi thời. Viên là quê hương của rất nhiều thiên tài âm nhạc nổi tiếng thế giới như là Mozart, Beethoven, Haydn vân vân. Và sau hơn 600 năm trị vì của các triều đại vua chúa thì Viên phát triển trở thành một trung tâm giàu có và xa hoa. Nó đã được coi như là thủ đô của nền âm nhạc thế giới. Quảng trường trung tâm với nhà thờ Thánh Stefan. Và mọi người nhìn thấy ở trên cái nóc tòa mái nhà kia là những ghép bằng những mảnh chính màu. Đang bảo cái thang bán cao hôm nay là rất vắng vẻ, bao nhiêu đơn vị thì có một đoàn tình là không quan trọng. Và ngày nay toàn bộ khu phố cổ trung tâm Viên bao gồm cung điện hoàng gia, tòa thị chính, tòa nhà quốc hội, quảng trường trung tâm, vân vân đã được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Đoàn tiếp tục di chuyển sang thăm cung điện hoàng gia Hofburg, hay còn gọi là cung điện mùa đông. Đây phố hàng hiệu, phố toàn những cái cửa hàng. Cung điện Hofburg, nơi được đặt làm trụ sở của dinh tổng thống, đối diện với quảng trường anh hùng. Tiểu quê hương ta về đâu. Điểm tham quan cuối cùng thủ đô Viên đó là cung điện hoàng gia Sonnenbrunn, hay còn gọi là cung điện mùa hè. Đây là nơi mà các đời vua chúa thường ra để nghỉ ngơi và thư giãn vào mùa hè.
Nó là một tổ hợp được thiết kế theo phong cách kiến trúc Baroque hết sức là xa hoa và hoành tráng. Nó có tới hơn 1.440 phòng. Và vì vậy mà nó cũng được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1996. Rất may mắn thì đoàn lại được chứng kiến một buổi trình diễn các trang phục của nữ hoàng và vương triều ngày xưa. Đấy, may mắn quá. Cái kia thì có để mai mình đi, cái này là khó. Cung điện được bao bọc bởi một khu vườn thượng nguyệt rộng lớn và được thiết kế rất là cầu kỳ. Đây là vườn hoa được thiết kế theo kiểu Pháp. Và đặc biệt là trong khuôn viên của vườn thượng nguyệt còn có cả một vườn thú. Vườn thú này đã có tuổi đời lên tới hơn 250 năm, thuộc diện là vườn thú lâu đời nhất thế giới. Và cũng đã đến giờ phải lên xe để quay trở về rồi. Rất là thích ạ. Em có thích cái phòng cổ bánh trà không? Nếu mà em có tin vui, đứa con đầu tiên em phải đặt tên là Áo. Chương trình văn nghệ của chị em phụ nữ hết sức là hấp dẫn và vui tươi, làm cho mọi người càng thêm phấn chấn, mặc dù sau một ngày đi bộ khá là mệt mỏi. Và nó cũng là một phần trong sự thành công trong chuyến đi du lịch ngắn ngày của Hội Chị Em Phụ Nữ Teplice. Cảm ơn Hội Phụ Nữ và Hội Người Việt Nam tại Teplice đã tin tưởng và đồng hành với Eurovina. Chúc các bạn luôn luôn vui tươi, hạnh phúc và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo.